Trong đấu la đại lục, ở những tập gần đây, với sự xuất hiện của hàng ma đấu la 96 cấp, chúng ta đã cảm thấy khá tò mò về một thế lực bí ẩn trong vũ hồn địa rồi đúng không? Thế lực này phải nói là vô cùng đặc biệt. Những người ở đây, thực lực của họ thấp nhất cũng là 96 cấp. Không những vậy, họ còn sở hữu những hồn hoàn cùng vũ hồn vô cùng mạnh mẽ. Càng đặc biệt hơn, bọn họ lại không chịu một chút tác động nào tới từ vũ hồn điện. Và người có thể tác động tới họ chỉ có duy nhất một người, đó chính là Đại Cung Phụng mà thôi. Và thế lực này không ai khác, đó chính là 7 vị cung phụng trong đấu la điện, một trong những thế lực mạnh nhất đại lục, cho dù là Bỉ Đông cũng không dám mạo phạm. 7 vị cung phụng này khác hoàn toàn so với những vị trưởng lão dưới quyền Bỉ Đông, điều này cũng bởi vì thực lực của họ khá chênh lệch. Những vị trưởng lão trong vũ hồn điện, tất cả họ hồn lực chỉ tạm dừng ở 90 đến 95 cấp mà thôi. Còn riêng đấu la điện, 7 vị cung phụng này hồn lực đều trên 96 cấp, bởi vậy chúng ta đừng nhầm các bạn nha. Và người đầu tiên xuất hiện trong đấu la điện đó chính là hàng ma đấu la với chức vị thất cung phụng. Người này sở hữu cho mình vũ hồn bản long côn, một trong những khí vũ hồn mạnh nhất đấu la đại lục ở thời điểm hiện tại. Không chỉ vậy, ông còn sở hữu hồn lực cao tới 96 cấp. Chỉ tiếc rằng vị phong hào đấu la này chưa có lĩnh vực phụ gia cho mình, bởi vậy thanh bản long côn chưa tỏa ra uy lực thực sự của nó. Tiếp đến, ở vị trí thứ 6 chính là thiên quân đấu la với chức vị lục cung phụng và cũng là anh trai của hàng ma đấu la. Với người này, ông sở hữu hồn lực cùng vũ hồn giống y hệt với em trai mình. Bởi vậy, có lẽ cũng giống như em trai, phần thiếu sót duy nhất của ông chính là lĩnh vực phụ gia cho thanh bản long côn trên tay của mình. Tiếp theo, ở vị trí thứ 3, 4 và 5, với 3 vị cung phụng lần lượt là tam cung phụng, tứ cung phụng và ngũ cung phụng. 3 vị cung phụng này, hồn lực của họ đều đạt 96 cấp, mặc dù đến tận trận chiến thành Gia Lăng Quan họ mới xuất hiện, thế nhưng ấn tượng họ để lại cũng là không ít. Tuy vậy, nói việc tác giả chưa tiết lộ danh tính cùng vũ hồn của họ, đây chính là một điều gây tò mò cho rất nhiều độc giả và fan hâm mộ của đấu la đại lục. Chỉ có một thông tin duy nhất, đó chính là vị tam cung phụng với thực lực 96 cấp tại trận chiến về cuối tại thành Gia Lăng Quan, ông đã bị Tiểu Vũ dùng bát đoạn xuất vạn cổ. Và tiếp theo, trong đấu la điện, một người đã vượt qua tất cả để chiếm lĩnh vị trí thứ hai, đó chính là Kim Ngạc đấu la. Vị này chính là nhị cung phụng. Ông sở hữu vũ hồn Hoàng Kim Ngạc Vương, một trong những vũ hồn hệ phòng ngự mạnh nhất đại lục. Không chỉ vậy, ông còn sở hữu hồn lực cao tới 98 cấp, cùng hồn hoàn thứ 9 là hồn hoàn 10 vạn năm. Có thể nói, với hồn hoàn mạnh mẽ của mình, ông cũng là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ tại đấu la điện. Đáng tiếc, dù rất mạnh, thế nhưng ông cuối cùng vẫn bại dưới tay Đường Hạo 97 cấp với hồn hoàn tương đồng. Tiếp theo, ở vị trí cuối cùng cũng là người sở hữu quyền lực tối cao tại đấu la điện, đó chính là Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu. Người này sở hữu cho mình hồn lực cao tới 99 cấp cùng vốc hồn lục dực thiên sứ. Đây có thể coi là một tồn tại bất khả xâm phạm tại đấu la điện. Không chỉ vậy, vào thời của mình, ông từng cùng đường thần gây ra không ít chấn động trong hồn sư giới. Một trong số đó có thể kể tới lần ông đánh bại và lấy mạng cha kiếm đấu la Trần Tâm, hồn lực khi đó cũng đạt tới 97 cấp. Trong cuộc đời của mình, ông chỉ từng bị thua duy nhất hai người, đó chính là Đường Thần và Ba Tái Tây. Ngoại giới gọi ông với cái tên Bầu Trời Vô Địch, chỉ nhiêu đây thôi, chúng ta đã hiểu ông mạnh mẽ đến nhường nào. Đáng tiếc, từ ngày ông xuất hiện, chúng ta chưa được coi ông giao chiến toàn lực để kiểm chứng sức mạnh của vị tuyệt thế đấu la này. Hơn nữa, trong những năm tháng cuối đời, ông còn vì hoàn thành nhiệm vụ với Thiên Sứ Thần mà hiến tế. Đây có lẽ cũng là một điều hơi đáng tiếc một chút. Tuy vậy, trước khi qua đời, ông cũng rất vui vì hậu nhân của mình đã có thể trở thành thần. Có thể nói, 7 vị cung phụng của đấu la điện thực lực đúng là quá mạnh phải không các bạn? Không chỉ sở hữu thực lực cao chót vót, họ còn có vũ hồn thuộc hàng mạnh nhất đại lục. Đây có lẽ là một thế lực đáng gờm nhất hiện tại. Tuy vậy, có một chút đáng tiếc, 7 vị cung phụng này cho tới cuối cùng đều qua đời hết. Trong số họ, người vì hiến tế, người vì chiến tranh khốc liệt mà hy sinh và người vì tự bạo để cứu thần mà bỏ mạng. Có thể nói, đây là một cái kết khá buồn cho thế lực gần như mạnh nhất đại lục.